Cảm ơn đồng chí. Như vậy là tất cả các tòa nhà, học sinh và các cô giáo đã thoát hết ra ngoài an toàn rồi. Hiện nay chúng ta sẽ phun chữa cháy á. Như vậy là hiện nay chúng tôi nhận được sĩ số, các cô báo cáo là đã đầy đủ, tất cả các con học sinh đã ra ngoài an toàn. Hiện nay đám cháy đã được dập tắt rồi, khói đã hết rồi. Giờ xin mời đồng chí Dương và các đồng chí sẽ đi ngắt nước ạ.